Alo, xin chào nhà. Rồi, em lên con đầu tiên nha. Đây, một em đồng hồ Invista của Mỹ. Đó, mới chưa qua sử dụng nha nhà, còn một con duy nhất. Một con duy nhất nha, em bán hết luôn rồi. Đó, đây là đồng hồ cơ automatic của Mỹ cả nhà. Nguyên táp nè, 1095 đô nha. Đó, size nó 47, nguyên táp nguyên siêu. Mới chưa qua sử dụng nha. Thép đúc. Đây là dòng lặn chống nước đến 200 m. Nè. Lộ máy nè, đó lắc nhẹ thôi đã chạy phà phà nè. Mới chưa qua sử dụng 24 chân kính nha. Chữ code 41 tiếng. Máy NH35A cực kỳ cho bò và bền bỉ nha. Con này có tai và đặc biệt có hacking stop luôn nha cả nhà. Đây. Đó. À, lên code nè. Rút ra mình chỉnh giờ kim nó đứng yên để mình chỉnh luôn nè. Đó, rất là độc nha. Đồng hồ 1.000 đô em bán là 2.880.000 bao ship nguyên hộp nha nha. Nguyên hộp full box không lấy hộp, trừ ra 100.000 cho em. Đó, còn một con duy nhất màu vàng nha. Đó. Và còn đúng hai con nè cả nhà ơi. Đó. Cũng Invista dòng lặn, đây là đồng hồ cơ automatic nha. Size của nó 47 lận nên tay phải trên 17 mới đeo nổi nha. Tay phải trên 17. $595 đô nha. Chữ code 41 tiếng. Nhìn về ở ngoài rất là đẹp nha cả nhà. Đó, có cốt tay chống nước 200 m. Đó, mới chưa qua sử dụng cũng bằng giá con kia luôn nha. Đó, 24 chân kính, có cốt tay hacking stop, núm cổ chai niềng xoay. Thép đúc nha, rất là nặng luôn. Nguyên táp nguyên siêu, mới chưa qua sử dụng nha. Rồi, đây em mới về được em đồng hồ Casio rồi, sóc hàng phải đảm bảo là cực hiếm cho cả nhà luôn, nguyên hộp luôn nha, hộp thiết nha. Đó, con này giá mới đảm bảo cực kỳ cao, trên dưới 10 triệu nha. Casio rồi sóc chạy cơ chế là 4 kim 2 ô điện tử trên và dưới, để cả nhà là 1.280.000 bao ship luôn. Đó, con này chạy pin năng lượng và đặc biệt có đèn tự động. Cái kim nhỏ này ghê lắm nha, nó chỉ các chức năng nha. Hiện tại nó đang chỉ mất pin nè. Đó. Con này là GW2500B, sản xuất Thái Lan, nguyên hộp nha. Size của nó 46.4. Có dạ quang học trò luôn. Đó, cả nhà tìm G sóc mà có dạ quang học trò hiếm lắm nha. Đó, và đặc biệt có đèn tự động luôn nha. Đó, 1.280.000 bao ship, nguyên hộp. Pin năng lượng khỏe. Rồi, hiển thị cho mình là giờ phút giây, BKK là Bangkok. Có chế độ nhận sóng từ điện thoại nè, dòng multi band 6 nha cả nhà. Đó, hiển thị cho mình ngày, tháng, năm và giây. Hoặc là giờ phút giây và thứ. Đó, kim nhỏ này là bấm là 24 giờ nha. Rồi, bây giờ là xem giờ thế giới nè. Có các múi giờ an toàn thế giới nè, bấm giờ thể thao nè. Đó, đếm ngược thể thao nè, báo thức nè. Đó, đầy đủ chức năng nha. Đây cả nhà, cái kim này nó chỉ cái giờ thế giới nha cả nhà. Đây. Đó, rất là độc lạ luôn. Ví dụ mình bấm qua cái múi giờ khác nè. Đó, nó chỉ nè. Đó. Đó, 1 giờ 55. Cực độc luôn. Rồi, cả nhà thắc mắc là nãy giờ chưa nghe chuông đúng không? Đây, mình đè nút này 10 giây cho em.
Đó, có chuông đàng hoàng nha cả nhà. Casio G sóc. Hai lỗ nè, hai lỗ chốt. Đó, rất là đẹp nha, hàng hiếm nha. Đó, cả nhà cứ search GW 2500B là ra, cực kỳ hiếm luôn. Rồi, em qua mẫu khác nha cả nhà. Rồi. Lên cái nhà một con đồng hồ đây, trời ơi bị khách hàng bơm nè, khách quen bơm một em đồng hồ Citizen hàng cổ sản xuất tại Nhật đó. Đó, chạy vừa kim vừa điện tử, có đèn có chuông báo thức đầy đủ, 680 bao ship. Nó lần nào bơm hàng của em gọi tới không bắt máy nè, size 39 chưa núm, càng là 40. Đó, nó chạy cho mình hai bộ máy nha, vừa hai kim vừa điện tử nè, bấm giờ thể thao nè. Này báo thức, bấm giờ thể thao nè, đó có chuông nè cả nhà. Đó, còn đây là đếm ngược thể thao, đó có đèn luôn, có đèn luôn. Đó, gọi điện không mất máy. Đó, một người chỉ có một cơ hội bơm hàng thôi, lần sau đặt em đâu có giao đâu. Đó, vào đọc luôn, chạy hai múi giờ nha. Dây thép đúc hàng cổ sản xuất tại Nhật, đèn chuông đồ hoạt động bình thường, kim dây nè. Đó, rồi em qua con khác nha. Đây, em lên cho cả nhà một con đồng hồ Citizen Pro Master nha. Đó, 1.180.000 bao ship nha. Cái giá này là em sale nè. Ecoride pin năng lượng full titanium đúc nha, có kháng từ 4.800, sản xuất tại Nhật. Này giống như nó nguyên khối luôn nha cả nhà, nguyên khối luôn. Size của nó là 40. Size nó 40, cả nấm là 44.7, cho 45 đi, càng là 55. Pin rất là khỏe, bữa giờ em lấy về em chưa sạc lần nào luôn mà vẫn chạy phà phà nha. Dạ quang phải nói là cực sáng luôn, có tăng đưa độc lạ, dây rất là dài nha, hàng cổ nha cả nhà. Em sale 1.180.000 bao ship nha. Bữa cũng có khách hẹn cọc mà rút cuộc không lấy. Đó, đây dạ quang sáng trưng luôn, cực sáng luôn nha cả nhà, pin năng lượng rất là khỏe luôn. 1.180.000 bao ship dây titan đúc nha, mình không kéo dây ra, dây cũng dài nè cả nhà. Đó, cũng được 19 nè. Đó, kéo dây ra thì được 21 luôn, 21 22 luôn nè. Dạ quang rất sáng, pin rất là khỏe, chống nước 200 m, núm cổ chai nha cả nhà, núm cổ chai luôn. Đó, niềng xoay cọc số nổi luôn trên niềng luôn, rất là độc, titan đúc có đời mi nha. Đó, nguyên khối nguyên rin. Rồi em mời cả nhà nha. Rồi em qua một con khác nè. Đây có một con cực kỳ xịn sò và em đảm bảo chưa có con thứ hai luôn, Casio Lay-A nha. Đây mã của nó đây, cả nhà sợ thoải mái. LCWM 160 LCWM 160T. Đó, con này là multi pin 6, kính sapphire mặt hai lòng, dạ quang cực sáng, pin năng lượng nha, đèn nè, đó, chuông to nè, bấm xem giờ thế giới nè, 5 báo thức và một báo tiếng nha, bấm giờ thể thao, đếm ngược thể thao, đó cực mỏng luôn, 8.5, giá mới của nó là 6 đến 7 triệu nha, full titan đúc, có đời mi, dây dài luôn, và đặc biệt size con này là size 44.4 ngang, đo chéo cỡ 42 nha, có hộp luôn, 1.380.000 bao ship nha.
đèn chuông cực mỏng luôn, kính sapphire nha cả nhà, khóa bấm nha, mặt trước rất ngầu, bắt bốn con ốc, ba chạy ba kim dưới hai ô điện tử, hiển thị cho mình là 2:05 phút chiều hoặc là giờ ngày tháng năm, ngày tháng năm nha, ấy lộn, thứ ngày tháng nha, thứ tư ngày 10 tháng 5 hoặc là giây đó, kính sapphire không lo chày xước, phơm mỏng siêu hiếm nha, tại giá nó mới, con này mẫu mới nữa đó, ai rảnh đâu mua 6-7 triệu về bán lại bạn mấy trăm triệu mấy đó. Mặt hai lòng rất mỏng nha cả nhà, mỏng cực kỳ luôn. Rồi còn không thích con đó, em có con xịn hơn nữa nè, đâu ta, đây đó, Casio kính sapphire luôn, em có test thử giọt nước nè, đây cả nhà, kính sapphire nha đó. Mình thử nhỏ giọt nước vô mà nó đọng vậy là kính sapphire, còn mà nó lan ra gọi là kính cứng nha đó. Thì mình test vậy là được, chính xác cũng phải được 80-90% nha, tại vì giờ có nhiều loại kính đó, nó có phủ sapphire nữa đây đó. Đó, ví dụ mà nó nhỏ vô mà nó lan ra luôn, đây cái kính thường nè, nhỏ vô cái nó lan ra luôn đó nè, nhỏ vô lan ra luôn, còn kính sapphire là nhỏ vô nó đọng lại như hình giọt nước nha đó. Thì cái kiểu test này là cũng được 80-90% nha. Rồi Casio Lay-A, con này em đảm bảo là em mới gặp lần đầu luôn, tại vì nó phiên bản dạ quang học trò nha. Dạ quang học trò Casio Lay-A phiên bản hiếm nha, 1.180.000 bao ship full box luôn. Đây cả nhà, của nó là LCWM100 nha. Nè, bản bình thường này. Đó, không có số học trò nha, không có dạ quang số học trò nha. Con này VIP luôn, kính sapphire luôn. Xem giờ thế giới nè, xem mức pin nè, có chế độ nhận sóng nè. Xem giờ thế giới nè, 5 báo thức, 1 báo tiếng, bấm giờ thể thao, đếm ngửa thể thao, lịch vạn niên. Đó, kính nè, kính sapphire nha, mặt hai lòng, con này rất là hiếm gặp nha. Size của nó là cỡ 40 cả nhà, 40 nha, 1.180.000 bao ship nha. Còn anh em nào thích rẻ hơn em cũng có luôn. Đây Casio Wayzepter nha, vẫn để cái giá cũ là 950 bao ship nha, có hộp đầy đủ luôn, cũng nhà quan học trò nha. Đó, multi band 6 hết luôn, đèn chuông đồ đủ, đo ngang size 42 lần, pin năng lượng khỏe, dây thép đúc luôn nha. Đó thì con này mặt xám, con này mặt xanh rêu, 950 bao ship nha. Rồi đây em lên lại con đồng hồ Citizen nha, em mới lên bộ dây mới đó, dây lụa cực, đeo cực sướng luôn đó, đeo nó mát tay, nó nhẹ nè đó, mình thích thì mình đó, tại em chưa quen cả nhà nè đó, có khóa bảo vệ luôn, đồng hồ cơ nha, đeo là chạy. Đây đồng hồ cơ của Citizen sản xuất tại Nhật nha, đó, kính sapphire nha, đó, đeo thôi là chạy, nó có hai ô lịch nha cả nhà, hai ô lịch luôn, máy vàng nha, 21 chân kính, máy Citizen vàng 21 chân kính nha. Đó, size của nó 40, kính sapphire là nó có ghi luôn chứ không phải em xạo nha, sapphire nè, automatic đó, kim cọc vàng đồng, dây lụa nêu nè,
1.980.000 bao ship nha, kiểu dáng rất là ngầu đó. Có tay luôn cả nhà ơi, có tay luôn đó, đầy đủ chức năng, chạy phà phà luôn. Rồi rồi sẵn em lên lại con đồng hồ Italy nha, đồng hồ đồng hồ cơ Italy của Ý nha, Giorgio Rossi, chạy cơ chế là 5 kim nha. Đó, kiểu dáng rất là đẹp, size của nó là 40 nha, thép đúc nha cả nhà. Đó, lắc hơi cũng chạy, và đặc biệt có cốt tay luôn, lộ máy trước lộ máy sau nha. Đó, bao đẹp luôn, kính rất là đẹp nha. Đó, bên em là chỉ làm hàng đẹp, chà rửa sạch sẽ cho cả nhà, giờ chỉ việc đeo thôi, không như mấy kênh khác nha. Đây lộ máy trước lộ máy sau nha. Đó, đáy xoáy em rất là kỹ nha cả nhà. Đó, em sẽ chà rửa sạch sẽ, dây nào ngắn em báo ngắn, dây nào dài em báo dài, dừa em báo dừa nha. Đó, không phải ship tới nói dây ngắn quá hay gì đâu, em sẽ hỏi kỹ tay anh bao nhiêu rồi đó. Đó, rất là mạnh mẽ và nam tính nha. Mặt đen phối chữ trắng, cọc số La Mã nữa, chạy cơ chế 5 kim 2 múi giờ nha thấy nha, 2 múi giờ nha, 1.980.000 bao ship nha. Đó, lên có tay nè. Đó, máy đánh nè, quá khỏe luôn, lộ máy trước lộ máy sau, automatic nha, có tay niềng nè. Thì con đó là của Ý, thì con này là của Nhật. Đó, cầm lên lắc nhẹ thôi nó chạy rồi. Đó, và đặc biệt con này cũng có tay luôn. Đây, Miyota 21 chân kính đáy xoáy nha, thép đúc, size của nó 41, có tay nè, dây thép đúc, có dạ quang luôn cả nhà, có dạ quang, các cọc số và 3 kim nha, 2 kim chứ. Đó, size 41 nha. Rồi, rồi sẵn em để con này cả nhà 1.550.000 bao ship nha. Invista của Mỹ, mới chưa sử dụng nha cả nhà, 1.550.000 bao ship nha. Đó, kính sapphire dạ quang xanh dương, size 45 chưa nấm nha. Đó, size 45 chưa nấm, dành cho anh em nào tay 17 đô lên nè. Đó, mới chưa sử dụng nha, đáy còn siêu luôn, nguyên táp nè, dây còn siêu luôn, chưa sử dụng nha. Kính sapphire. Rồi, đây em còn mới về được vài bộ đồng hồ, đồng hồ thông minh nha, để cả nhà 430 bao ship luôn. Đó, nguyên bộ nè, có khiêm sợi dây dự phòng và có tai nghe không dây luôn, 430 bao ship nha. Đây, đó, kính sapphire luôn, vỏ thép nha, mẫu mới 2023. Đó, kết nối điện thoại, đây cảm ứng là rất là mượt nha, theo dõi sức khỏe, nhịp tim, huyết áp, oxy trong máu, có tiếng Việt, tiếng Việt luôn nha cả nhà. Đây mình set tiếng Việt nè. Đó, có nhiều thứ tiếng luôn, 430 ship nguyên bộ nha. Đó, đây nguyên bộ gì nè, có tai nghe luôn, có khiêm sợi dây dự phòng luôn, hai dây nha, cáp sạc đầy đủ nha, 430 bao ship nha nha. Đó, rồi lên cái nhà một con đồng hồ Casio Overland, mặt xanh lá nha, size 39, sản xuất tại Nhật, thép đúc nha, dạ quang học trò, 1.150.000 bao ship nguyên hộp nha. Và đặc biệt có đèn tự động luôn. Đó, có chuông báo thức lịch vạn niên nha, đầy đủ chức năng, mặt hai lòng có báo thức nha.
Một em đồng hồ Citizen CX 303 bao ship size 37 nha. Dây đủ tay 17 luôn. Firm mỏng nha cả nhà. Firm là 6.9 nè. Citizen CX size 37, dây đủ tay 17 nha, 303 bao ship nha. Một em đồng hồ Casio Wayfarer, dây mặt trắng. Đó, sale vui vẻ cho cả nhà, 603 bao ship luôn. 603 nha. Có mặt trắng và mặt đen. Dòng này là dòng 3 kim multiband 6 nha. Pin năng lượng dây rút. Đó. Pin năng lượng khỏe, full chức năng, đèn chuông đầy đủ nha. 603 bao ship nha. Đây, rẻ hơn em có 550 bao ship, dòng 2 kim, 1 ô điện tử nha. Dây rút size 40 nha. Đó. Đầy đủ chức năng, bảo hành đầy đủ nha. 550 bao ship nha nha. Đây, còn một con đồng hồ Casio Wayfarer nè. Đó, nó y chang như cái con hồi nãy em quay nè. Đó, được cái con này có đến 4 kim, con này có 3 kim. Hai ô điện tử trên và dưới, size 43. Đó, con này gờ sóc cực hiếm, đảm bảo luôn. Về cả nhà cứ tìm thoải mái, không có đâu. Đó. Con này cũng vậy, rất là hiếm, mặt xanh nha. Đó, 1.080.000 bao ship. Dạo quang sáng, đèn sáng. Đó, đèn tự động. Có đèn tự động nha. Pin năng lượng 1.080.000 bao ship nha. Rồi con này em sale luôn 603 bao ship nha. Seiko Root, máy của Đức nha. Size của nó là 42, chạy cơ chế 2 kim với ô điện tử nha. Đó. Dây thép đúc, dây đủ tay 18 nữa nha. 603 bao ship nha. Một em đồng hồ Casio Wayfarer mặt mở gà, 700 bao ship, dây thép đúc nha. Đó, đèn rất là sáng luôn. Mặt mở gà nha, 700 bao ship nha. Đèn chuông, pin năng lượng khỏe. Một em đồng hồ Casio Wayfarer multiband 6 mặt xanh nha. Size 43, dây nè, thép không rỉ nha. Pin năng lượng nha, đèn chuông đồ đầy đủ, 700 bao ship luôn. Rồi, trước mắt em lên như đây thôi nha cả nhà. Chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe nha, em xin hết nha.